Xin chào các bạn, mình là Phan Blog. Hôm nay mình quay trở lại và giới thiệu review đến các bạn sản phẩm mới công ty mình đang phân phối, là sản phẩm tinh bột lá nhuộm tóc phủ bạc Ibome. Thì như các bạn đang thấy thì hiện tại có 3 dòng sản phẩm chính mà mình đang phân phối, đó là hộp to 12 gói nhân 9 gram và hộp này là 5 gói nhân 9 gram và hộp này là 1 gói nhân 9 gram. Thì theo như công bố của nhà sản xuất thì hộp này sẽ đủ cho bạn dùng trong vòng 1 năm và nhuộm 2 lần cho một đầu. Hộp này sẽ đủ dùng cho bạn một đầu tóc phụ nữ nhiều tóc và độ bền là 6 tháng. Còn hộp này là chỉ có một gói chuyên để chấm chân tóc. Thế là khi tóc bạc bạn nhuộm một lần rồi và lần thứ hai nó sẽ ra tiếp và phần nó bị bạc thì bạn sẽ dùng cái gói nhỏ này để chấm lại cái phần chân tóc nó đã ra. Thì sản phẩm này là một sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên và bên mình thấy có tiềm năng nên năm nay sẽ tiếp tục kinh doanh sản phẩm này. Hôm nay mình sẽ mở cái hộp to nhất này ra. Hộp to nhất này ra xem bên trong có gì. Hộp này hiện tại giá bán lẻ đang là 495.000. Chọn bộ quà tặng giúp bố mẹ nhuộm tóc tại nhà dễ dàng chỉ trong 25 phút. Trong này nó có phụ kiện này các bạn ạ. Bây tí mình sẽ bóc ra xem. Có 12 gói 9 gram. 100% lá cây rừng. Bây giờ mình sẽ cùng bóc cái sản phẩm này ra, hộp này ra xem trong bên trong nó có gì các bạn nhé. Thì hộp thì được nhà sản xuất đóng gói khá chắc chắn và tại đây thì có tem chống hàng giả của nhà sản xuất. Thành phần chính sản phẩm 100% từ lá cây rừng gồm tinh bột củ nâu, lá sòi, lá tràm, lá móng, công dụng nhuộm màu đen tự nhiên, lưu giữ mùi hương ABC. Số công bố mỹ phẩm, tiêu chuẩn sản xuất. Trên nắp hộp thì có hướng dẫn sử dụng. Cái này thì hôm nào mình sẽ làm cái video hướng dẫn sử dụng riêng cho các bạn. Hôm nay mình xem giới thiệu qua tổng quan về cái sản phẩm thôi. Bây giờ bóc bạn nha. Bóc thì đầu tiên là bóc cái lớp bóng màng co sản phẩm ra. Sau đó nó có một lớp tem. Tem. Ok. Chà chà. Đây là bên trong hộp. Hộp thì có hai ngăn. Ngăn là 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 gói tinh bột lá nhuộm tóc phủ bạc Ibome. Trong này là có hướng dẫn sử dụng đây các bạn này. Sử dụng này. Chấm chân tóc 1 đến 2 gói nếu tóc dày. Tóc nam ngắn 1 đến 2 gói nhuộm
tóc nữ ngắn 3 đến 4 gói, tóc nữ ngang vai 4 đến 6 gói và tóc nữ ngang lưng là 6 đến 8 gói. Có nghĩa là một lần nhuộm thì maximum hết 8 gói hoặc 6 gói. Một hộp này 12 gói thì các bạn sẽ dùng được nhuộm 2 lần và độ bền màu là 6 tháng theo công bố của nhà sản xuất, khá ổn. Mua một hộp này là đủ dùng trong 1 năm. Nào mình xem tiếp sang phụ kiện có gì nào. Phụ kiện thì có một cái lược chải. Một cái bát nhuộm, một cái bát cho thuốc vào đây, trong này có vạch kẻ thuốc này. Ok, cho vào đây. Ngoài. Đây. Có gì đây? Một nắm găng tay, một găng tay, 6 đôi găng tay, 6 đôi găng tay, một mũ trùm đầu, một khi nhuộm, 1, 2, 3, 5 cái mũ trùm đầu, 5 đôi găng tay, 5 mũ trùm đầu và một cái miếng trùm vai. Nhà sản xuất khá cẩn thận khi đi kèm các phụ kiện cho người sử dụng tiện lợi hơn. Thì hiện tại công ty Anpa đang kinh doanh sản phẩm này và đang tìm nhà phân phối. Nếu bạn nào có nhu cầu kinh doanh hoặc làm cộng tác viên bán hàng online hoặc offline nhập hàng về, hãy liên hệ với công ty Anpa qua trang web anpa.com.vn hoặc baconsau.com.vn để nhận được báo giá chiết khấu tốt nhất cho các bạn. Ngoài ra là người sử dụng thì hiện tại bên mình đang chạy chương trình là mua một to, mua một hộp và hộp to như thế này tặng một hộp nhỏ. Còn hộp này thì chiết khấu trực tiếp luôn cho khách hàng luôn, hộp to hẳn này thì chiết khấu luôn cho khách hàng. Còn hộp bé, hộp nhỡ này thì mua một tặng một nhỏ chấm chân tóc, giá rất là tốt. Và anh em, chào anh em. Video tới thì mình sẽ làm một cái video cụ thể hơn, là mình sẽ bóc ra mình xem bên trong này nó có cái gì và mình sẽ sử dụng là nhuộm tóc như thế nào. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Bye bye.